Rồi ok, qua part 2 ha. Đọc, dịch và chép lại. Ok, hai câu ví dụ. Trigger and one boy are playing soccer. Ba cô gái và một chàng trai đang chơi đá banh. The monster has got two legs. Ok, con quái vật, những con quái vật thì nó có hai cái chân. Rồi, qua tiếp. Ok, number one. One of the monster is flying. Một trong những con quái vật thì nó đang bay. The monster inside the classroom is happy. Con quái vật mà ở bên trong lớp thì nó vui. A girl is throwing a ball. She behind the blue monster. Cô gái đang ném trái banh và cô ấy thì đằng sau con quái vật màu xanh. The monster has got longer. Longer, chữ này mình đọc longer legs than the children. Quái vật thì nó có cái chân dài hơn là mấy đứa trẻ. Number 5. The man is drinking from a glass. Người đàn ông đang uống nước từ cái ly. One of the monster love the girl with brown hair. Một trong những con quái vật thì nó thích cô gái mà có tóc màu nâu. Ok, thầy đọc lại ha. Number 1. One of the monster flying. One of the monster flying. The monster inside classroom is happy. The monster inside the classroom is happy. The girl is throwing a ball. She behind the blue monster. The girl is throwing a ball. She behind the blue monster. The monster has got longer legs than the children. The monster has got longer legs than the children. The man is drinking from a glass. The man is drinking from a glass. One of the monster loved the girl with brown hair. One of the monster loved the girl with brown hair. Ok, xong ha.